cảnh với kia các thứ mà anh bán được thì anh mới lấy, anh mới lấy, anh em gửi cho anh. Đại gia lắm. Cái hàng đấy giờ xu thế của nó là xu thế cảnh bây giờ mà. Ra là toàn trong núi rồi. Ra mình phải hiểu. Bán thì ăn đồ rừng nữa. Nó liên quan đến cái xu thế đây này cậu này. Khi mình trộn lên này thì nó sẽ không bị lãng phí cái thuốc. Nhà ra nó thỏ. Ở ấy nhỉ, chú là mang về thuộc xã nào, huyện nào? Thanh Hà, Hải Dương. Thanh Hà. Ừ. Gần gần trường cấp 3 Thanh Hồng, Thanh Hà. Trước có một Khai Hà. Thì trước có một đợt trước ta bắt thì mày có cô giáo nào bắt đấy? Ừ. Vâng. Có cô giáo ở đứa Thanh Hồng đấy là Hà Đông. Đẹp không? Chú nhìn nó có đẹp không? Được. Nhìn nó giỏi giỏi. Có bị một con này nó hơi đuối cái con. Con này nó lại là cái giống mượt, sờ nó lại chắc cơ. Sờ nó lại chắc. Mượt, nó có lực, con đấy là nó ở dạng có lực. 34 Hải Dương, Thanh Hà, Thanh Hồng. Thì anh xuống trực tiếp đây, anh bắt thử 10 con về xong thì ông anh trai bắt thêm 10 con nữa thì em gửi xe Tuấn Tài lên biển xe Yên Bái cho. Anh khơi dụng em phát. Cho lên chỗ này mát mát. Anh quay xe dựng chân giống giữa lên thì em lấy băng dính em dán cho. Biển 21 thì Yên Bái nhỉ. Mình ở chỗ nào, Hà Giang thì mấy anh em nhỉ? Ngọc Quang. Ngọc Quang. Cứ lui xong về kết nối xong có gì hướng dẫn thêm nhá. Yên tâm thì đàn đẹp này. Cái lượng ngon rồi. Nhìn nhìn nhỏ đúng không? Cái tiền kiếm chưa về. Về lại làm con nữa. Có gì đâu, làm. Thank you.
mẹ mày. Đi nào.